Hôm nay trang trại bồ câu Quế Hoa chúng tôi được xin phép ngồi trong nhà để trao đổi kỹ thuật cho bà con. Thì trước đây thì có nhiều video được quay trực tiếp ở trong trại. Thì hôm nay tôi được xin phép được trao đổi kỹ thuật cho bà con chi tiết hơn. Thì với cái lời khuyên từ cái buổi ban đầu của trang trại chúng tôi, nếu như bà con có dự kiến về chăn nuôi chim bồ câu thì đối với trang trại chúng tôi thì có một số cái lời khuyên chân thành như sau. Cái thứ nhất là bà con phải nghiên cứu về các cái dòng chim bồ câu, làm sao để mình chọn lựa cho dòng chim bồ câu mình tốt nhất và tránh trường hợp mà sau này thay đổi về cái dòng chim. Để cho bà con mà nghiên cứu được thì theo tôi thì thứ nhất là chúng ta vào trang web của trang trại chúng tôi, đó là bồ câu pháp tây nguyên .com, hoặc là bà con lên các trang web của các trang trại khác, cũng như là về các cái chuyên gia về nông nghiệp Việt Nam cũng tư vấn một số nội dung. Thì đây là một trong những cái nội dung mà cái ý tưởng ban đầu để cho bà con chọn lựa. Cái thứ nhất là chúng ta phải xác định về dòng chim, loài chim nào để tránh trường hợp thay đổi. Và đương nhiên khi chúng ta chọn lựa chim bồ câu thì chúng ta phải xem về chất lượng chim của các trại. Thứ nhất là chúng ta xem về là các trang trại đó được tiêm thuốc phòng ngừa cho chim chưa, để chúng ta tiếp tục chăn nuôi cho nó tốt. Và đồng thời là cũng yêu cầu các trang trại bàn giao lại cái kỹ thuật để chúng ta tiếp tục, để tránh trường hợp một số bà con là nuôi các chim trôi nổi hoặc là các trang trại là chưa được tốt. Thì riêng trang trại chúng tôi thì thực chất ra thì cũng chưa được tốt lắm, nhưng mà qua nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi cũng tiêm thuốc vaccine và các cái thuốc phòng ngừa, thì chúng tôi cảm thấy là trong năm chim chúng tôi hầu như là không bị bệnh. Vào giao mùa như là mùa đông, mùa mưa, mùa gió thì chim chúng tôi ổn định, và đồng thời là cái năng suất của chim chúng tôi cũng tốt. Cho nên là chúng tôi cũng khuyên là bà con là chúng ta chọn lựa cái trang trại nào cho tốt để chúng ta có kế hoạch và chúng ta xây dựng cái trang trại của mình. Thì cái lời khuyên đối với tôi, đối với trang trại chúng tôi thì bà con chú ý các cái nội dung như sau. Cái thứ nhất là chim đó được chủng đậu chưa? Đã được chủng đậu chưa? Là chủng đậu thường thường là dưới 30 ngày. Cái thứ hai là được tiêm thuốc H5N1. Cái H5N1 này, cái vaccine H5N1 này là theo yêu cầu của địa phương. Nếu chúng ta tiêm được cái thuốc này để chúng ta bảo vệ cho cái virus H5N1 cho đàn chim của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta nhỏ thuốc, trang trại đó sẽ nhỏ thuốc Lasuta. Cái thuốc Lasuta này là cái thứ nhất là bảo vệ về đường hô hấp cũng như là các cái vi khuẩn trong miệng của chim. Trong quá trình nuôi thì chim sẽ sinh ra những cái nấm cũng như là các cái virus lây lan từ mẹ đút sang con. Thì đồng thời là cái Lasuta đó nó sẽ được miễn dịch cho Newcastle. Tiếp theo nữa là chúng ta mà tiêm thuốc về kháng thể về Newcastle hoặc là Gumbro, hoặc là chúng ta tiêm cái thuốc Newcastle. Thì đối với dòng chim là bồ câu thì chúng ta chỉ cần tiêm cái thuốc Newcastle. Và cái bước cuối cùng là chúng ta chú ý là về sổ giun. Cái sổ giun thì nếu như bà con mà đến các trang trại và nghiên cứu và thăm hỏi các trang trại nào mà có cái kỹ thuật cơ bản như vậy thì chúng ta nên mua với trang trại đó. Và đồng thời là chúng ta
xem các thông tin trên mạng và chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật. Và điều đặc biệt mà đối với trang trại chúng tôi, những trại gà mà trước đây nuôi sau đó được nuôi chim bồ câu thì chúng ta cẩn thận về góc độ lạm dụng về thuốc vaccine của gà cho chim bồ câu. Thì riêng trang trại chim bồ câu chúng tôi thì chúng tôi áp dụng về thuốc các vaccine rất cơ bản và hầu như là không can thiệp về thuốc nhiều, mà chỉ tác động đến các vaccine ban đầu để cho chim tốt, nhất là trong cái tháng đầu tiên. Và ngoài ra tháng thứ hai thì chúng tôi bắt đầu từ tháng thứ hai thì chúng tôi cũng phòng ngừa các cái thuốc như là chẳng hạn như là về viêm đường hô hấp hoặc là nhỏ Lysota nhiều lần, thì cái đàn chim chúng ta sẽ có một cái miễn dịch rất là tốt. Và sau này nếu như mà khách hàng mà người ta họ mua về thì chúng ta cũng có cái kỹ thuật cơ bản sau đó và tiếp tục chăn nuôi cho đàn chim của mình tốt, để tránh trường hợp là khi chúng ta nuôi năm thứ hai thì bắt đầu chim bắt đầu là đề kháng, chim yếu, sau đó là vào bệnh, và khi chúng ta vào bệnh thì chúng ta chữa chim rất là khó khăn. Cho nên là đó là lời khuyên mà đối với bà con mà chúng ta chuẩn bị nuôi. Còn nếu như bà con mà muốn nuôi một số chim mà các hộ gia đình tự phát nuôi, hoặc là một số trang trại mà cái kỹ thuật chưa được tốt, thì bà con cũng có thể là điều chỉnh lại cái vaccine, điều chỉnh lại vaccine cho chim bồ câu. Nhưng bà con chú ý, khi điều chỉnh về vaccine chim bồ câu đã nuôi nhiều năm thì bà con phải xem cái quy trình có thể là khắt khe hơn đối với chim mà chưa vaccine lần nào. Bởi vì có một số hộ gia đình thì khi đi thuốc vaccine cho chim thì xảy ra hiện tượng là chim bị sốc, hoặc là xảy ra hiện tượng là chim bị động về vấn đề là sinh về đẻ. Thì cái đó là một trong những cái nguyên nhân mà bà con cũng rất là e ngại về cái việc đó. Thì theo tôi thì cái vấn đề đó thì cũng không sao. Nếu như bà con muốn bổ sung về vaccine thì bà con có thể vào trong YouTube. Trong YouTube thì tôi có một cái bài hướng dẫn về thuốc vaccine cho chim mà chưa vaccine lần nào. Thì trong cái vấn đề về vaccine đó thì bà con khi có thể là vào thuốc, thì trước khi vào thuốc thì có thể liên hệ chúng tôi để chúng tôi tư vấn giúp đỡ thêm cho bà con, thì thông qua số điện thoại là 0905 187776. Về đó là điện thoại về Mobi. Điện thoại thứ hai đó là Viettel 0984 989 058. Thì bà con có thể là liên hệ chúng tôi để chúng tôi dành cái thời gian để chia sẻ giúp đỡ cho bà con. Và điều đặc biệt là khi bà con liên hệ chúng tôi, việc đầu tiên là bà con phải nói về cái chim của mình, cái nguồn gốc của chim mình một cách chân thành, và một số bệnh và một số cái kỹ thuật cơ bản nào, và đồng thời là chúng tôi cũng chia sẻ ít thời gian để giúp đỡ cho bà con. Nếu như trong trường hợp mà tôi bận việc, hoặc là có một trường hợp bận việc đang trên đường đi xe, hoặc là đang trong một công việc rất là khó trả lời, thì bà con có thể khi tôi báo bà con có thể là 5, 10 phút hay là 20 phút liên hệ lại, thì bà con cố gắng khi tôi hẹn giờ thì bà con có thể là gọi ngay lại cái giờ đó, là bởi vì tôi cũng sẵn sàng để chờ đợi cái cuộc điện thoại đó để trao đổi. Thì đó là cái lời chân thành mà đối với cái trại chim bồ câu Quế Hoa của chúng tôi gửi đến bà con với nội dung như vậy.